Tài khoản Phúc là Phúc Điện 451. Đầu tiên ở cái chỗ này nó biến thái hoàn toàn, nên sau khi mình hỏi liệu bài Phúc Điện 451 mình viết vào này, rồi nói câu này cậu ấy viết truyền chúng là biến thái không hoàn toàn mà. Thì đúng là có lần sai lệch, lại mới viết bộ cánh cứng của mình nữa cũng sai, chúng là xếp thứ nhất trong lớp côn trùng lại xếp thứ nhì, nó phải sau khi sửa nó lại xếp thứ nhất. Ok.